chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không.
phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng ấy mới là hiền nhân. Vì cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, mượn phẩm vật thay lời kính ngưỡng, dâng chư tôn thương tưởng chút tâm thành, cầu cứu huyện thất tổ được siêu sanh, cùng gia quyến hiện tiền tăng phước thọ, kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa các quý vị, chúng con lắng nghe, mùa Vu Lan là mùa báo hiếu và cũng là mùa khánh tuế của chư tôn thiền đức sau 3 tháng an cư kiết hạ. Giờ này chúng con xin kính cẩn kính dâng những phẩm vật là thành kính cung chúc quý ngài thêm một tuổi đào, nguyện cầu ơn trên tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành. Trân trọng kính mời đội dâng y. Thank you.
Sa Môn, noi gương từ phụ Thế Tôn, quảng khai giáo pháp Nam Môn Phổ Ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cúng dường, dâng y dưới tấm lòng đồng thánh nguyên cầu, chư tăng quan hỷ nở tung căng lên hạt giống đầu màu tương lai, cầu mau thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nơi gian lao, mong cầu phước quang bền châu thanh hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y, noi gương hành đức từ bi, tu hành xa kiến hướng về lời tự thân nắm mặt cả xa từ bi minh chứng, ca sa này dâng cúng tâm niệm, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo mình an đời đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạp, và cũng là mùa xá tội vong nhân. Trong niềm vui chung của những người con Phật, đối trước pháp thể chư tôn đức, chúng con đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Có những chiều thu nhặt lá vàng, nghe lòng tràn ngập nỗi miên man, chạnh nhớ ăn sâu tình man mác, ôi lòng cha mẹ cứ thênh thang. Kính bạch chư tôn thiền đức, mỗi khi những làn gió thu thổi về, đất trời nhuốm màu quan san, nhìn từng chiếc lá vàng đơn độc đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận, mùa Vu Lan lại đến, vang vọng trong lòng mỗi người con dân Việt Nam. Ngày rằm tháng 7 đã trở thành ngày truyền thống trong dân gian, ngày của những người con hiếu hạnh hướng về các đấng sinh thành dưỡng dục ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị tiền bối đã tạo nên giang sơn gấm vóc nòi giống quê hương mình. Riêng người Phật tử lại là ngày hội lớn mùa báo hiếu, ngày Vu Lan thắng hội. Hoàng hôn xuống, chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, Vu Lan kinh trầm ấm vọng vang trời.
Dù mai này đời chia sẻ trăm nơi, con vẫn nhớ tiếng ru lời của mẹ. Hòa cùng niềm hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan, chúng con thiết nghĩ ai ai trong chúng con cũng cảm thấy cõi lòng mình dấy lên một nỗi niềm bâng khuâng sao xuyến lạ kỳ. Bâng khuâng bởi giữa vũ trụ bao la kia, phận mình sao nhỏ bé quá, tầm thường và mong manh. Trong bé nhỏ và mong manh đó, đời mình vẫn còn diễm phúc được sinh ra và lớn khôn trong bầu trời tình thương, hiền hòa và trong mát của cha mẹ. Cha mẹ là hương vị ngọt ngào của cuộc đời, là dòng suối bất tận của thế nhân, là khung trời diễm ảo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất của sự cao đẹp. Ôi, bất hạnh biết bao nếu ai trong chúng ta không còn cha mẹ. Nên một nhà thơ đã diễn đạt sự mất mát ấy: bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa, lòng tái tê lá rụng buổi thu về, cứu cửu huyền nhờ Phật tổ từ bi, lòng con gửi trăng rằm ngày tự tứ. Kính bạch chư tôn thiền đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan thắng hội, đệ tử chúng con noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, chung lòng tác phước thiện duyên, đốt nén tâm hương sắm xanh lễ mọn, kính dâng lên pháp y là món pháp khí để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con xin nguyện nhờ công đức này cầu cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát. Đồng cầu nguyện cho phụ mẫu tại tiền, lục thân quyến thuộc, tật bệnh tiêu trừ, đủ đầy ấm no hạnh phúc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Các Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân tín đồ Phật tử thập phương xa gần. Và hôm nay chúng ta tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu công đền ơn, báo ơn sự dưỡng dục của cha mẹ. Vu Lan ý nghĩa là giải đạo huyền, treo ngược những tội nhân, những người tạo nên ba ác nghiệp thân khẩu ý của mình mà đi vào trong ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Và cũng để nhắc nhở chúng ta nhớ đến gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên. Ngài sau khi tu đắc đạo thần thông bậc nhất nhưng không cứu nổi mẹ, đã về bạch với Đức Phật và Phật nói ông phải chờ đến cái ngày chư tăng Ma Hạ An Cư, là những ngày tự tứ của chư tăng, đó là ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng tự tứ tha hồ chỉ nói ra những cái lỗi của mình để mà hoan hỷ cùng nhau thêm một tuổi đạo và được tăng thêm cái công đức của mình mau chóng thành thánh quả. Từ đó trở đi, đó là một cái truyền thống để nhắc nhở cho chúng ta là luôn luôn hãy nhớ đấng sinh thành. Hãy hồi tưởng nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ và lớn lên, bao lần chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta đau khổ, làm cho những giọt nước mắt của người cha, người mẹ rơi vì chúng ta. Hay như các bạn trẻ, thanh thiếu niên của chúng ta ở đây, sống trong cái thời đại văn minh hiện đại này, các bạn đã làm gì cho cha mẹ, hay chỉ đòi hưởng thụ, hay các bạn làm cho cha mẹ của mình mà không nghĩ đến những sự công lao vất vả của cha mẹ, khó nhọc kiếm các đồng tiền để nuôi mình. Cho nên có những bạn bỏ nhà ra đi, khi ra đi lang thang trên đường phố, chỉ một người ta cho được
một cái bánh mì, một bát cháo và đã cảm ơn và nghĩ rằng người đó là người tốt. Nhưng khi hãy nhìn lại xem cha mẹ mình ngày đêm vất vả nuôi nấng, chỉ vì những cái sự đòi vĩnh của mình không đáp đủ cái nhu cầu bằng những đồng tiền xin sinh nhật, bằng những tiền may sắm bộ quần áo, bằng những cái sự đòi hỏi của mình mà mình đã oán trách cha, oán trách mẹ. Thế cho nên tất cả chúng ta đây đang còn cha, còn mẹ, chúng ta hãy hướng về đấng sinh thành, hãy làm cho cha mẹ chúng ta vui, hãy làm cho cha mẹ chúng ta đừng buồn khổ. Hôm nay trở về ngôi chùa đây để dự đại lễ Vu Lan, đó là chúng ta trong một năm trời có những người cũng đã quên đi tất cả những gì công ơn của cha, của mẹ và những năm tháng bỏ võ đau khổ để mà kiếm thật đồng tiền, mưu sinh cuộc sống, làm cho gia đình hạnh phúc mà chúng ta đã lãng quên. Và chúng ta chỉ nhớ đến ngày Vu Lan này, thưa các vị, không phải chỉ có một ngày Vu Lan, và ngày Vu Lan này nó mãi nằm ở trong mỗi con người của chúng ta. Ngày nào chúng ta biết hiếu với cha mẹ, chúng ta làm cha mẹ vui lòng bằng những tình cảm, bằng những sự ân thâm của mình từ đáy lòng, thì chúng ta mới cảm thấy được sự Vu Lan báo hiếu. Như những ngày mà chúng ta nói năng không được ôn hòa, dịu dàng, dễ nghe, chúng ta nói những lời trống không, nói những cái lời nói không được êm đềm, cũng làm cho cha mẹ chúng ta buồn. Tôi giả dụ như bây giờ muốn mua cái vật gì để cho cha, cho mẹ mà các vị nói những câu trống không, trống rỗng, như các vị nấu một bát canh ngon cũng thể hiện tấm lòng của mình. Nhưng các vị mà quen những cái câu nói của mình mà các vị nói mẹ ăn đi hay bà ăn đi, thì như thế một lời nói, ngôn ngữ của mình dù như thế nào nữa người mẹ cũng không cảm nhận được. Nhưng nói mẹ ơi, mẹ đi làm về vất vả, con thấy mẹ yếu, con nấu bát canh con dâng lên, con mời mẹ ăn cho mẹ khỏe, mẹ khỏe là chúng con vui mừng. Thì đó là một, chỉ cần một cử chỉ hành động, một nói đơn giản thôi, thì chúng ta đã biết để đáp công ơn này cha mẹ. Cho nên là người cha, người mẹ, không người cha mẹ nào mà không thương con. Tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một bà mẹ một mắt. Khi người con thấy những bạn bè chế giễu mình thì người con đó rất là sân giận và ghét mẹ, và chỉ muốn học giỏi thành tài rồi để vượt xa khỏi cái ngôi nhà nghèo nàn với người mẹ một mắt đau khổ này. Cho nên cậu đã học thành tài. Khi thành tài, cậu đi sang nước bạn, cậu xây dựng sống ở trong cái ngôi nhà hạnh phúc. Và lúc đó cậu nhớ đến mẹ, gửi tiền về cho mẹ, và bà mẹ đã dành cái đồng tiền của mình và cuối cùng quyết tâm đi sang để gặp con mình. Nhưng khi sang gặp con mình, người con nói những cái lời nói rất là đau lòng, mẹ đành phải quay về. Khi mà cậu nhớ quê hương, nhớ bạn bè, cậu quay về, thì lúc đó cậu về nơi nhà cũ thì hình ảnh của mẹ không còn. Mẹ viết ra những dòng thư rất ngắn, đơn giản: con à, mẹ hy sinh vì con bị mất một con mắt, mẹ đã cho con đôi mắt, và lắm lúc mẹ yêu thương con, mẹ hôn trộm con, và tất cả những gì, những tài sản, những tiền mẹ để lại cho con hết. Quý vị thấy đó, một người cha, người mẹ rất là yêu thương con, dù con mình như thế nào như nữa cũng hy sinh hết tất cả để cứu chữa con mình. Như quý vị ở đây là người cha, người mẹ đã từng thấu hiểu hơn tất cả. Do đó mà quý vị nên nhớ rằng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, nhớ đến hai đấng sinh thành này. Chúng ta tôn thờ, chúng ta phụng dưỡng, chúng ta làm cho cha mẹ vui lòng, đó là chúng ta biết đền ơn, báo ơn. Còn chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta phải biết
nhớ đến những người đã ngã xuống mảnh đất hy sinh cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, có các chiến sĩ ngày đêm thầm lặng bảo vệ cuộc sống cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết ơn. Chúng ta sống làm sao là tôn trọng những các cái cuộc sống của mình, đừng có làm cho cái đời sống của chúng ta nó sẽ sai khác đi và làm cho những người khác đau khổ. Và chúng ta nhớ ơn.